Các bạn thân mến, hôm nay tôi hướng dẫn các bạn soạn thảo căn chỉnh từ A đến Z một cái đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trên màn hình tôi có một cái đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như trên màn hình. Nó gồm các thành phần. Đây, quốc hiệu rồi tên công ty. Quốc hiệu độc lập tự do hạnh phúc, tiêu đề, phần kính gửi, rồi phần nội dung chính của một cái đơn này. Phần cuối cùng là phần địa danh ngày tháng, người làm đơn và có ý kiến của giám đốc. Tôi có cái file hướng dẫn đây Nó gồm có bốn cái bước như trên màn hình Tôi sẽ lần lượt đi từ các bước uh, từ 1 cho đến 4 Bước đầu tiên chúng ta nhấn Ctrl L Nó mở ra một cái file mới Nó là document 1 Và chúng ta nhấn Ctrl S để chúng ta xếp nó lại Cơ hộp thoại xếp S ra Chúng ta tích ra ngoài màn hình desktop Và ở đây chúng ta lưu nó là thực hành Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nhấn xếp rồi trong cái bước 1 chúng ta sẽ cài đặt các khổ giấy ALT2 tôi mở thoại P Setup ra các bạn có thể vào phần PNL được Tuy nhiên các bạn nên sử dụng mà phím tắt và các bạn xem cái phần phím tắt ở trong cái phần mô tả video tôi sẽ để ở phần mô tả video ngay dưới video nhé ở đây chúng ta để paper, chúng ta để A4. Phần margin chúng ta để top 2.5. Bottom 2.5. Price 2.5. Đấy, left 3. Post share. Rồi, chúng ta nhấn OK. Đây nó có đơn vị cm. Nếu chưa có đơn vị cm các bạn vào file. Chúng ta vào option. Đây trên là giao diện Word 2010. Chúng ta vào Advanced, dòng kéo xuống dưới, năn chuột giữa hoặc chúng ta nhấn chuột trái chúng ta kéo cái thanh trượt này xuống cái thẻ display chúng ta chọn cm ở đây và nhấn ok đấy là cài đặt cái phần đơn vị cm tiếp đến là cái style mô cái style mô cơ bản là chính là cái style đây chúng ta vào thẻ home đây chúng ta chuột phải và modify ở đây cái style này tôi đã kể đặt mặc định sẵn nó là phong thanh roman cơ mười 14 các bạn đặt như trên màn hình tiếp đến tích vào phần format này các bạn tích vào paragraph ở đây các thông số về paragraph ở cái thẻ indent and spacing để như trên màn hình chúng ok. Tích vào format, tích vào tab và các bạn nhấn clear all để chúng ta xóa toàn bộ các tab nếu có. Rồi, Nhấn toa nhấn ok. Đấy là cái style normal đã cơ bản đã hoàn chỉnh. Ở đây cái một cái nữa nó là chúng ta tích chuột phải vào cái phần uliki phía dưới. Nếu các bạn chưa có cái biểu tượng này thì các bạn có thể đào về và chúng ta cài đặt cái uliki trước nhé Chuột phải bảng điều khiển ở đây là uniki 4.3 RC3 là cái phiên bản cho cái Windows 32 bit của tôi Windows 7 đang sử dụng các bạn tải cái Unique cho phù hợp lưu ý ở đây nó là Unity các bạn tải ở cái trang Unity.org nhé là cái trang chủ chính thức của tác giả Phạm Kỳ Long tác giả cung cấp cái bản Unity miễn phí này để chúng ta gõ tiếng Việt ở đây bảng mã chúng ta đẩy Unicode và kiểu gõ Telex đóng rồi, đấy là các bước chuẩn bị là cái bước đầu tiên, bước số 1. Chúng ta sang bước thứ hai, dở lại cái file hướng dẫn như thế nào. Nhập thô văn bản. Đây là bước thứ hai chúng ta nhập thô văn bản, bước thứ ba là căn chỉnh theo phù hợp quy định và bước 4 là kiểm tra in ấn. Rồi, chúng ta trở về cái file thực hành này đi. Phần soạn thảo thô văn bản chúng ta lưu ý như sau. Ở đây chúng ta có cái file này, phần tiêu đề quốc hiệu tiêu đề công ty rồi cái này thì chúng ta soạn thảo trong một cái bảng Đó là hai cột một dòng đấy còn các phần khác thì chúng ta cứ soạn thảo như bình thường khi gõ và kết thúc ở đây chúng ta sẽ nhấn enter xuống dưới đấy chúng ta soạn thảo cái tiêu đề này trước tích vào file thực hành chúng ta insert vào table chúng ta chọn đây 2 x một hai cột một dòng rồi ở đây chúng ta gõ tên công ty bật cắp lốc lên uniki để chế độ tiếng việt nếu đang để chữ e các bạn chuyển sang tiếng việt bằng cách tích chuột trái hoặc có phím chuyển nó là can chôn ship đấy ở đây chúng ta gõ công ty tích vào đây công ty trách nhiệm hữu hạn tm chúng ta nhấn ship enter để chúng ta xuống dòng không tạo đoạn và vẫn chữ thạnh phát ở đây rồi, nhấn phím mũi tên sang bên phải, chúng ta sang bên này gõ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Rồi, nhấn Enter xuống dòng để chúng ta gõ bật tắt cấp lốc đi, chúng ta gõ chữ độc lập tự do hạnh phúc. Ok, chúng ta can S để xếp. Đến đây thì cái phần uh, tiêu đề, cái cái phần uh, quốc hiệu quốc quốc hiệu và độc lập tự do hạnh phúc và cái phần uh, tên công ty thì chúng ta đã xong. Chúng ta nhấn phím tên xuống phía dưới. Thì chúng ta gõ tiêu đề bật cắp lốc lên. Nó là đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Đấy. Nhấn Alt Tab để trở về cái file trước đó. Đây, đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Tiếp đến phần kính gửi. Chúng ta nhấn Enter để soạn phần kính gửi. Chúng ta tắt cấp lốc đi. Kính gửi. Ok. Alt Tab để chúng ta chuyển cửa sổ. Ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thành Phát. Đây. Ban giám đốc chữ G chúng ta viết hoa. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thạnh phát ok nhấn căn s để chúng ta xếp nó lại nhấn enter để chúng ta xuống phần nội dung chính của văn bản alt tab tên tôi là đấy tên tôi là hoàng hai chấm này hoàng thị yên đấy ở đây cái phần sinh ngày thì chúng ta nhấn hai cái phím tab nhấn một tab hai tab đấy chúng ta nhấn sinh ngày 0205 0205 cái chéo 2 à, 1996 ok nhấn enter ở đây là mỗi lần đoạn này chúng ta enter xuống này chúng ta bật cái phím thẻ hôm bật cái phím P lên tất cả những vị trí này là chúng ta enter xuống dưới nhé vị trí này là chúng ta nhấn shift enter để không tạo đoạn mới. Ở đây phần nội dung chúng ta cứ soạn và kết thúc bằng chúng ta enter xuống. Các điểm này là các điểm chúng ta nhấn phím tab và bây giờ tôi không soạn thảo nữa, chúng ta sẽ copy cái này sang. Tôi sẽ quét từ chức vụ này, quét xuống này. Chúng ta nhấn phím shift và nhấn chuột trái sau chữ dấu chấm than này. Đấy để nhấn chuột phải hoặc nhấn Ctrl C để copy. Nhấn Alt tab để chuyển sang bên uh, cửa sổ đang thực hành này và chúng ta nhấn Ctrl, nhấn giữ Ctrl, phím Ctrl, nhấn giữ Alt, nhấn phím V để mở hộp thoại PCB Zero. Chúng ta nhấn tích vào ăn format và nhấn OK. Thì đây chính là phần soạn thảo thô văn bản, phần nội dung chính. Chúng ta nhấn Enter xuống dòng. Đến cái phần nó là địa danh ngày tháng và phần ký tên và phần ý kiến của giám đốc. Chúng ta nhấn Insert và chúng ta chọn Table. Và chúng ta lần này chọn nó là 2 x 2 tức hai dòng hai cột hai cột hai dòng ở bên này chúng ta bỏ trống chúng ta nhấn chuột là nhấn phím mũi tên sang bên trái và chúng ta nhấn chữ Hà Nội đấy ngày ngày bao nhiêu ngày 19 tháng 1 ngày 19 tháng 1 2020 năm 2020 và chúng ta nhấn phím mũi tên xuống phía dưới và chúng ta ghi chữ bật cấp đốc lên chữ người làm đơn người làm đơn nhấn mũi tên à, à nhấn đưa con chuột sang bên à, à, dòng thứ hai của ô đầu tiên chúng ta nhấn chữ nó là ý kiến của giám đốc bật lốc các bạn nhé ý kiến của giám đốc rồi nhấn ctrl s để xếp vậy là cái phần soạn thảo thô văn bản chúng ta đã kết thúc chúng ta sang phần lại cái bài hướng, cái phần uh, file hướng dẫn bước thứ ba căn chỉnh văn bản Word theo quy định gọn gàng dễ nhìn Chi tiết chúng ta xem trong video Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn căn chỉnh Sang cái file thực hành Bây giờ chúng ta tích vào đây Tích chọn cái ô này Cái bảng này bằng cái chữ thập này Cái thẻ design nó xuất hiện đây Thì các bạn lại trở về cái thẻ home cho tôi Ở đây các bạn sổ ra Và các bạn nhấn no border Tiếp đến các bạn nhấn Ctrl B, Ctrl E Đây, quét đây và căn chuẩn E. Quét cái vùng này, căn chuẩn E. Quét chọn công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thành Phát, các bạn cho cỡ chữ 13. Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam, cỡ chữ 13. Rồi. Ở đây thì các bạn thấy cái này nó đang rộng, các bạn kéo nó sang. Đấy, kéo này sang. Tích chọn cái bảng, nhấn chuột phải, nhấn Auto -fit Window. Đây, nhấn Auto -fit và Autofit Window. Thì đây nó đã chia rất đều và đẹp Tiếp đến các bạn quét chọn cái phần là đơn xin hưởng à, nghỉ việc phần tiêu đề này, Ctrl B, Ctrl E và nhấn Alt 3. Đây là cái phím tắt Alt, nhấn giữ Alt, nhấn phím 3 để mở thoại paragraph, đây là cái phím tắt tôi hay sử dụng. Các bạn có thể cài đặt nó theo cái video hướng dẫn nhá. Hướng dẫn cài đặt phím tắt. Và các bạn chọn chỗ này cho tôi, tích nó lên này. Lên nó 24 và phần phía dưới các bạn để cho tôi là 12 cho nó 18 đi. Tôi để 18 nhá và nhấn OK. Đấy. Phần độc lập tự do hạnh phúc thì các bạn nhấn Insert và nhấn Shape và nhấn Nine và quét quét cái vùng này. Đấy. Bắt đầu chữ độc lập tự do hạnh phúc này kéo này các bạn nhấn giữ chuột trái kéo này và nhấn phím Shift để giữ nó được thẻ đường thẳng nằm ngang và đến cái chữ phúc này thì chúng ta bỏ chuột trái này bỏ chữ Shift này và cái thẻ Format xuất hiện tích vào Shape Outline và chọn màu đen. Tương tự kẻ cái phần đường thẳng dưới chữ thạnh phát này Insert và nhấn Shape và nhấn line Và ở đây chúng ta chỉ kẻ 1 phần 2 chữ thạnh phát và kẻ bắt đầu từ giữa Nhấn giữ chuột trái, nhấn phím Shift Đấy, chỉ thế này thôi Và các bạn nhấn Shape Outline và lại đường màu đen Nhấn phím mũi tên lên tí để cho nó sát với cái thạnh phát Ok Ctrl S để xếp này Phần kính gửi thì các bạn chọn này và nhấn Ctrl E là được Toàn bộ cái vùng uh... Đây Tên tôi là Quét xuống dưới phần xin chân thành cảm ơn Đây phần nội dung Các bạn nhấn ALT3 Mở thoại paragraph lên Và nhấn phần special Nhấn first line Và các bạn chọn đây nó là một Và đây là chọn 6 PT After cũng 6 PT Phần nice spin Thì các bạn chọn nó là like Và chọn nó là 1.2 Và nhấn OK Đây ở đây phần kính gửi thì các bạn tích vào đây và nhấn ALT3 và cho nó là lên trên 12 và dưới cũng 12 nhấn OK. Đấy để nó cách xa phía trên ra chúng ta tô đậm cái chữ Hoàng Thị Yên này để chúng ta được rõ. Ctrl S để xếp này. Đây là cái phần nội uh, dung chính các bạn lại quét lại phần nội dung chính chúng ta sẽ căn nề hai bên bằng cách tích vào thẻ Home tích vào đây hoặc là phím tắt Ctrl Z. Đấy. Sorry, nhấn căn Z lại nhá. Chúng ta chỉ đến cái phần là tên tôi là thôi. Phần kính gửi chúng ta đang căn ở giữa căn chân Z. Để căn này được cái bên cạnh bên phải. Rồi. Đến cái phần căn S để xếp này, đến cái phần nội dung trong cái phần là địa danh ngày tháng, phần người làm đơn, ý kiến của giám đốc, tích chọn bảng. Và các bạn cũng làm tương tự vào thẻ home, tích vào đây, low border. Low no border ở đây nó có đường mờ mờ rồi nhá. Các bạn quét chọn cái này và nhấn căn chôn Y. Đấy, phần người làm đơn căn chân b căn chân i à căn chân e để vào giữa căn chân b căn chân e rồi tích vào cái phần bảng này các bạn chuột phải vào cái phần mà chúng ta bôi đậm đây nhấn table clear các bạn chọn option và tích đây nó là 0.05 nhấn ok để nó cách cái các dấu nó không bị vào nhé tương tự trên lại thế các bạn làm lại cho tôi chuột phải table clear option và tích vào đây ok ok đấy ở đây cái đường mờ mờ này thì Các bạn chú ý cái đường mờ mờ này nó không xuất hiện Thì các bạn đưa vào con trỏ trong cái bảng cho tôi Và tích vào cái phần nó là layout Ở trong cái thẻ layout này Thì các bạn có chú ý cái phần nó là view grid line này Thì các bạn tắt đi nó mở lên này Thông thường tôi để chế độ nó là hiển thị Tức là nó có cái phần viền màu vàng Cái phần view grid line này Để chúng ta nhìn rõ biết đây nó là đối tượng bảng Để chúng ta dễ quản lý nó Nhấn Ctrl S Ctrl S để xếp Ok, cái bài hôm nay đến đây là tôi đã kết thúc bài hôm nay chúng ta lưu ý cái gì đó là cái phần dọn thảo cái tiêu đề quốc hiệu phần tên công ty phần độc lập tự do hạnh phúc là làm trong bảng kẻ đường like như thế nào các bạn lưu ý phần uh, các phím tắt thì các bạn xem ở cái phần uh, mô tả video tôi sẽ để đường link mà hơn phần hướng dẫn phím tắt các bạn sẽ xem nhé đây cũng tương tự còn việc uh, mà gõ nhanh cái văn bản và căn chỉnh nhanh thì chỉ có cách là các bạn thực hành nhiều cho tôi và đây nó cũng một cái bài mà các bạn thực hành tôi sẽ để cái bài này phần đề bài cái phần file mà tôi đã căn chỉnh để các bạn làm mẫu hoặc các bạn làm thư viện để chúng ta sử dụng ngay cũng được đến bài hôm nay đến đây là kết thúc chúc các bạn thành công xin chào và hẹn gặp lại bye bye